Thiết bị y tế Thanh Tú xin kính chào quý vị. Thì kính thưa quý vị, thì hôm nay Thiết bị y tế Thanh Tú sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái mẫu giường điện của hãng Lucas rất là hiện đại và đáp ứng được tối đa cái nhu cầu sử dụng của người nằm trên giường, những người bệnh, những người mà bị liệt hoặc là không có khả năng vận động. Thì chiếc giường này có cái mã là GVT5D. Thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách sử dụng chiếc giường này như thế nào. Trên tay tôi đây là cái bộ điều khiển cho chiếc giường điện này. Thì đây là bộ điều khiển. Bên cạnh tôi là chiếc giường đã được lắp ráp hoàn chỉnh. Ở bên thành giường này mình sẽ có hai cái phần thành tay, chúng ta có thể kéo lên hoặc là nhấc xuống rất là dễ để giúp ngăn cái người sử dụng nằm trên giường ngã ra. Giường thì được làm bằng sắt sơn của tĩnh điện rất là chắc chắn, và với cái tải trọng người nằm trên giường là từ 360 kg đổ xuống là chúng ta có thể sử dụng chiếc giường này. Chúng ta có thể tham khảo xung quanh chiếc giường này, tất cả đều làm rất là chắc chắn. Thành giường thì làm bằng nhựa ABS rất là kỹ và sơn màu rất là đẹp. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có hệ thống điều khiển gồm các cái trục motor quay được kết nối với một cái nguồn điện chính. Ở phần giữa và cuối của cái giường thì sẽ có cái hệ thống motor. Ở phần giữa giường thì sẽ có cái hệ thống mà chúng ta sẽ sử dụng bô vệ sinh cho người bệnh nằm trên giường. Bốn cái bánh xe là giúp di chuyển chiếc giường này rất là dễ dàng. Khi chúng ta không cố định thì chúng ta sẽ khóa cái phần bánh xe lại. Chúng ta khóa bốn bánh. Bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện vào cái việc thao tác để mà chiếc giường này vận hành như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện là chúng ta nghiêng bên trái. Chúng ta sẽ sử dụng nút nghiêng trái bấm vào. Chúng ta giữ và bắt đầu chúng ta sẽ để ý là ở thành giường bên trái sẽ bắt đầu là nghiêng. Chúng ta giữ cho đến khi nào mà cái độ nghiêng nó dừng lại thì chúng ta sẽ thả ra. Tiếp tục thì chúng ta muốn hạ xuống, chúng ta giữ bên này, bên nút turn right. Và chúng ta tiếp tục giữ để cho bên phải sẽ nghiêng qua. Tiếp tục chúng ta bấm về nút trái để nó hạ lại về vị trí ban đầu. Tiếp theo là chúng ta sẽ nâng ở phần đầu lên. Về phần đầu thì chúng ta giữ và chúng ta sẽ thấy là cái phần đầu này sẽ nâng được 90 độ. Tiếp theo chúng ta sẽ hạ cái phần đầu xuống thì chúng ta sẽ bấm vào nút đầy. Và tiếp theo chúng ta sẽ cho nâng cái phần chân hoặc là hạ cái phần chân thì chúng ta sẽ sử dụng cái nút lift cup. Chúng ta giữ đến có một cái mức độ nhất định. Đó, sau đó chúng ta sẽ hạ xuống. Chúng ta bấm nút let down. Nếu như mà chúng ta muốn hạ xuống cái phần chân xuống dưới ở phía dưới đất luôn á thì chúng ta sẽ tiếp tục bấm nút let down.
là sẽ tiếp tục hạ cái phần chân xuống. Chúng ta giữ cái nút đau này cho đến khi nào mà chúng ta đạt được cái vị trí cần thiết thì chúng ta sẽ thả ra. Về phần nghiêng trái nghiêng phải tự động này thì chúng ta hồi nãy có giới thiệu rồi, thì nếu như mà chúng ta muốn làm tự động phần nghiêng trái và nghiêng phải thì chúng ta sẽ chọn một trong hai chế độ, một là nghiêng trái 30 phút rồi sau đó lặp lại nghiêng phải 30 phút, hoặc chúng ta lựa chọn cái chế độ là 45 phút nghiêng trái 45 sau đó tự động nghiêng phải 45 phút. Sau đây thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc hạ cái bô vệ sinh xuống, thì chúng ta bấm vào cái nút này và chúng ta đóng cái bô lại, thì chúng ta sẽ sử dụng cái nút này. Sau khi mà chúng ta thực hiện hết tất cả các bước, chúng ta muốn quay trở lại vị trí ban đầu ngay từ đầu thì chúng ta sẽ bấm vào nút reset. Trường hợp cúp điện thì chúng ta có sử dụng được cái giường điện này hay không? Thì chúng ta sẽ sử dụng được. Ở đây thì hãng sẽ cho phép chúng ta sử dụng bằng quay tay. Thì chúng ta sẽ và chúng ta sẽ thực hiện quay tay. Đối với cái giường này chúng ta sẽ nâng lên hạ xuống. Ở đây sẽ có cái nút chúng ta lắp vào và chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện quay để hỗ trợ người bệnh trong giường. Ở phía trước, ở phần đầu thì chúng ta sẽ có cái nút là nâng đầu, thì chúng ta sẽ sử dụng cái tay quay tay nâng đầu. Còn nếu như chúng ta sử dụng ở phần dưới, chúng ta sẽ sử dụng qua cái nút bên này rồi, để chúng ta nghiêng trái nghiêng phải. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng phần chân thì chúng ta sẽ quay ở cái phần bên này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái chậu gội đầu dành cho người bệnh nằm trên giường, thì chúng ta sẽ sử dụng. Chúng ta lấy cái tấm đệm lót này ra. Chúng ta sẽ thực hiện gội đầu bằng cái chậu này. Trường hợp mà khi chúng ta gội đầu mà hơi khó khăn cho người sử dụng thì chúng ta có thể tháo cái phần nâng đầu này ra. Sau khi chúng ta dùng xong thì chúng ta sẽ lắp lại vào, thì nó rất là dễ dàng và thuận tiện cho cái người sử dụng. Ở cái phần trong này thì sẽ có một cái phần ống sẽ truyền cái phần nước thải từ gội đầu ra bên ngoài, sẽ giúp cho chúng ta làm sạch cái phần đệm không có bị vơi ra hoặc là chảy xuống dưới giường gây mất thẩm mỹ. Và như vậy là chúng ta đã vận hành xong chiếc giường điện này. Thì nếu quý vị muốn quan tâm hoặc là muốn tư vấn rõ hơn về sản phẩm giường điện thì có thể liên hệ qua thiết bị y tế Thanh Tú hoặc gọi qua số điện thoại hotline 0962 136 800 để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình review của thiết bị y tế Thanh Tú.